Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phát triển bền vững, chuyên mục Quy hoạch kế hoạch của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, xác định đường đi đến đâu, dân giàu đến đó, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 sẽ thực hiện mở mới, nâng cấp, cải tạo khoảng 3.000 km đường giao thông nông thôn và hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đưa hạ tầng giao thông trở thành lĩnh vực đột phá trong nhiệm kỳ này. Để hiện thực hóa được mục tiêu này, Lào Cai cần nguồn lực trên 10.000 tỷ đồng. Ngoài ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh cũng đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội cho làm đường giao thông. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục Quy hoạch kế hoạch kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trước tiên là những thông tin liên quan đến công tác quy hoạch mới cập nhật. Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa vừa tổ chức họp công bố đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn khu trung tâm hành chính mới và cụm trường học phường Sapa. Theo đó, đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn khu trung tâm hành chính mới và cụm trường học ở phường Sapa có tổng diện tích 4,95 ha, trong đó đất nhà ở liền kề gồm 7 lô, tổng diện tích gần 6.000 m2, chiều cao xây dựng tối đa là 12,5 m. Đối với đất công trình hạ tầng xã hội gồm văn hóa, y tế, giáo dục và khu cây xanh công cộng, phần còn lại gồm đất cơ quan, trụ sở, đất an ninh quốc phòng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác. Tại buổi công bố, nhiều ý kiến cho rằng việc lập quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa đến năm 2040. Một số vị trí lập quy hoạch cần có sự điều chỉnh để phù hợp thực tế. Các công trình phải có quy hoạch hợp lý, đẹp về kiến trúc, tiện dụng công năng, giữ được văn hóa, bản sắc dân tộc. Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đồ án quy hoạch phân khu xây dựng xã Vạn Hòa. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng xã Vạn Hòa bao gồm toàn bộ diện tích của xã với tổng diện tích khoảng hơn 2.000 ha. Việc lập đồ án quy hoạch xã sẽ giúp cụ thể hóa các khu chức năng trong tổng thể quy hoạch chung của thành phố. Định hướng phát triển quy hoạch của xã bao gồm xây dựng trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục của xã gắn với định hướng lên phường. Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào đồ án quy hoạch, trọng tâm là xác định, hoạch định từng phân khu của xã, các giải pháp đảm bảo tiến độ dự án. Những ý kiến tại hội nghị sẽ được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, phân tích, đánh giá để hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng xã Vạn Hòa, đảm bảo phù hợp, khoa học. Lào Cai đã quy hoạch 81 hectare đất cho phát triển nhà ở xã hội với 18 vị trí. Vị trí quy hoạch các khu nhà ở xã hội này nằm gần các dự án tiểu khu đô thị và nhà ở thương mại, giúp người có thu nhập thấp dễ tiếp cận với các dịch vụ đô thị như công viên, cây xanh, y tế, giáo dục, thương mại. Dự kiến đến năm 2025, tỉnh sẽ triển khai khoảng 6 dự án nhà ở xã hội với 4.600 căn trên diện tích đất khoảng 15 ha và đến năm 2030 tiếp tục triển khai trên quỹ đất hiện có. Hiện có một dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp đang được triển khai tại khu dự phòng Tây Bắc, thị xã Sapa. Chấp thuận chủ trương, dự án nhà ở xã hội bờ tả sông Hồng, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai với khoảng 745 căn, dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư giáp B6 kéo dài, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai với khoảng 2.192 căn. Thưa quý vị và các bạn, phát triển hạ tầng giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Lào Cai. Cùng với nguồn lực của Trung ương, địa phương thì sự đóng góp của người dân trong xây dựng hạ tầng giao thông cũng vô cùng quan trọng. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tuyến đường dài 2,2 km phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân thôn vùng cao Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát đã được hoàn thành. Con đường mới giúp bà con thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa, áp dụng những mô hình kinh tế mới để phát triển kinh tế. Trước đây là chưa được đầu tư thì đường xá đi lại khó khăn, lúc đấy là chưa được mở rộng đường hẹp và khi trời mưa thì xe cộ không đi lại được. Đến thời điểm này thì đã hoàn thành cái đoạn đường của thôn, bê tông của thôn ấy, thì bây giờ bà con đi lại rất là thuận tiện. Với phương châm đường đi đến đâu, dân giàu đến đấy, huyện Bảo Thắng đã vận động người dân cùng chung tay góp công, góp của để mở đường giao thông nông thôn, kết hợp với lồng ghép các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, doanh nghiệp để mở mới, mở rộng và nâng cấp các tuyến đường. Bảo Thắng đặt mục tiêu sẽ có 400 km đường giao thông nông thôn được làm mới trong nhiệm kỳ này. Chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch rất là cụ thể để triển khai các cái nhiệm vụ mà liên quan đến phát triển các cái
tuyến giao thông, đặc biệt là cái giao thông nông thôn, tranh thủ các cái nguồn lực từ cái chương trình mục tiêu quốc gia, rồi các cái nguồn vốn đầu tư công để phát triển cái mạng lưới giao thông nông thôn. Để có thể xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn thuận lợi và nhanh chóng, thì sự đóng góp của người dân là vô cùng to lớn. Hàng loạt các phong trào như dịch rào, hiến đất, làm nhà, làm bếp, xếp sau làm đường đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai, được người dân đồng tình hưởng ứng. Tỉnh đến huyện, đến các ngành và đặc biệt là sự vào cuộc của người dân và vào cuộc của doanh nghiệp để góp phần được giao thông được thuận lợi đến với cơ sở, đến với các khu sản xuất, khu du lịch, khu phát triển kinh tế, đặc biệt là đến cái vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp nhiều khó khăn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Lào Cai đã mở mới và nâng cấp gần 1.000 km đường giao thông nông thôn, hơn 700 km đường liên huyện, từng bước góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ, kết nối, tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đưa diện mạo nông thôn ngày một khang trang, hiện đại hơn. Với 36 dự án đường giao thông cấp tỉnh đang triển khai, chiều dài 340 km, tổng nguồn vốn gần 4.800 tỷ đồng, tỉnh Lào Cai đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là sớm đưa các công trình vào sử dụng, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là ở những địa bàn khó khăn. Với chiều dài gần 18 km, tổng mức đầu tư trên 330 tỷ đồng, khi hoàn thành, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối từ cầu Làng Giàng đến quốc lộ 70 sẽ rút ngắn quãng đường kết nối với thành phố Lào Cai trên 10 km. Được kỳ vọng thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế một số xã, không chỉ của huyện Bảo Thắng mà cả vùng phụ cận. Bởi vậy, ngay khi triển khai, hầu hết các hộ dân trong vùng dự án đều đồng thuận nhường đất để công trình đảm bảo tiến độ. Rút ngắn thời gian cho bà con từ đây về Lào Cai 15 cây so với cái tuyến đường 70. Và qua đây thì bà con thì cũng rất là ủng hộ và cũng hiến đất chấp hành để tạo điều kiện cho chủ đầu tư làm nhanh nhất để thông tuyến. Đẩy mạnh tuyên truyền, linh hoạt vận dụng các chính sách, xây dựng phương án tái định cư hợp lý. Những yếu tố này đã giúp Bảo Thắng từng bước gỡ được nút thắt liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đến nay, 98% mặt bằng sạch đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Hiện khối lượng thi công dự án được kết nối từ cầu Làng Giàng đến quốc lộ 70 đã đạt gần 70% kế hoạch. Dự kiến cuối tháng 10 tới sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cơ bản là thảm được tất cả những vị trí mà đã có mặt bằng thông để đảm bảo cho việc đi lại của người dân được thuận lợi. Thường xuyên đôn đốc nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, tăng các mũi thi công và tăng máy móc làm sao để sớm đưa dự án vào khai thác. Hiện toàn tỉnh đang thi công 128 dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến huyện, đường đến trung tâm xã, đường liên xã với tổng chiều dài là 511 km, tổng vốn gần 4.700 tỷ đồng. Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ thực hiện khoảng 3.000 km, gồm đường giao thông nông thôn và hệ thống đường tỉnh, huyện. Trong đó, dành nguồn kinh phí gần 10.650 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo gần 700 km đường tỉnh. Với quan điểm, giao thông đi trước để mở đường cho sự phát triển, tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm tạo đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ này. Và như vậy thì nếu mà chúng ta hoàn thành được 3.000 cây số về giao thông này, thì tất cả hệ thống về hạ tầng kỹ thuật chúng ta ở cấp huyện và cấp xã ấy, sẽ có sự thay đổi rất lớn, phục vụ cho cái phát triển về kinh tế xã hội, phục vụ cho việc lưu thông hàng hóa. Và từ đó gắn với cái việc kể cả đầu tư như thế cũng là đầu tư cho du lịch, cũng là đầu tư cho xóa đói giảm nghèo. Và như vậy là tác động rất lớn đến đời sống của nhân dân. Bên cạnh hệ thống đường tỉnh, huyện, một số dự án giao thông trọng điểm như dự án cầu Bản Vược, Bá Sái, Bắc qua sông Hồng, dự án cảng hàng không Sapa hay dự án mở rộng đường cao tốc Nội Bài, Lào Cai lên quy mô 4 làn xe sẽ tạo đòn bẩy, giúp Lào Cai cụ thể hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Thời gian dành cho chuyên mục quy hoạch kế hoạch cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.